điện thoại luôn ạ? Mình quay ở điện thoại, thao tác ở điện thoại hết. Cháu lắp xong phát là cháu thu thang luôn, cháu không cần phải chỉnh nữa, bởi vì nó là con xoay mà. Con đứng kia thì mình phải chỉnh bằng tay, còn con này là mình chỉnh điện thoại. Wi-Fi ở đây thì khỏe cho cả hai con, đúng đây luôn. Đúng rồi, để giữa của hai con luôn nhỉ? Đúng, giữa hai con. Cứ máy màn to này xem càng dễ. Sợ mấy giờ sợ mấy cái con iPhone 5 nhỏ nhỏ xem nó hơi vé. Xem màn ấy. Màn Samsung nữa thì lại càng lét. Nâng cấp thiết bị thì một con ngoài nó đang ập. Nâng cấp xong em vuốt phát là được luôn.